À ổng rày thì quý khách hỏi Quỳnh là có cái lô mai cúc tọa hương nào dễ dàng chăm sóc không? Thì hôm nay em có cái lô này cả nhà ơi. Cây hiện tại bây giờ là có chèo nhánh nha. Thân thì uống lát lượng nhẹ nè. À, những cái chèo nó tạo tán tròn như thế này luôn. Cao trung bình tầm từ 40-45cm, tán ngang khoảng 35cm. Và rồi nó có những cái bộ đế đơn giản ha. 130.000 một cây, 4 cây Huỳnh bao ship, 10 cây tặng 1. Ai chỉ có nhu cầu 2 cây thì là 300.000 Huỳnh bao ship. Rồi cây thì đang sinh trưởng rất là tốt luôn, nuôi trong chậu 18 ha. Quý khách có nhu cầu thì sưu tầm lô mai này, dễ dàng chăm sóc nè. Thọ hương là kháng được bệnh nữa cả nhà. Rồi mọi người chỉ cần tưới dưỡng rễ hàng tuần ha. Và rồi tiếp theo là em Huỳnh có một cái lô mai nữa gửi đến quý khách nè, đó là Đại Lộc nha. Thì cái lô này trộm vía là nó có mặt hoa nè. Đó, và đặc biệt nữa hơn nữa là nó có nụ tròn bọng ú như thế này luôn. Và mình sẽ biết được là những cái bức như thế này, to căng mọng như thế này thì nó sẽ cho hoa rất là đạt nha. Và rồi 125.000 một cây, 4 cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Và những cái cây nào đã lên bức bức như thế này thì em đảm bảo với cả nhà nha. Còn những cái cây mà mình chỉ thấy nụ không, chưa có lên được bức đó, thì nó có khả năng bị đốc nhiều hơn hay cả nhà. Nên mọi người an tâm với những cây này nè, sưu tầm về vừa có thể ghép được nè, vừa có thể là thấy được mặt hoa luôn. Tiếp theo là lô mai giảo tự xoắn hay còn gọi là giảo tự quắn. Và là cái lô này thì em Quỳnh ghép là có củ quái có nè, củ nở có, gốc tứ quý có luôn. Gốc tứ quý thì thân nó suông ha, nó tự nhiên thôi. Và đặc biệt á, thân giữa cứng cáp dựng trụ và có nụ luôn. Mọi người sẽ không thể nào chê được cái sọ độ là cứng cáp của cây nha. Có một ít chèo nhánh luôn. Rồi hoa đạt từ 7 cho tới 12 cánh. 125.000 một cây, 2 cây là Quỳnh bao ship, 10 cây là em tặng quý khách một cây luôn. Tiếp theo nữa đó là thọ hương cẩm thạch, loại này là đột biến nha cả nhà. Đột biến từ cây cúc thọ hương lá xanh. Và đặc biệt vừa có thể chơi lá vừa có thể chơi hoa nè. Mặc dù cây bên Quỳnh chỉ là cây ghép thôi nhưng mà cây cực kỳ là cứng cáp với lại là đế đẹp luôn. Rồi cây cao khoảng tầm 1.5 tay của Quỳnh nha. 150.000 một cây, 2 cây là Quỳnh bao ship, 10 em tặng 1. Cây nó có những cái chèo nhỏ 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 ra nè cả nhà. Dựng ngọn lên rất là khỏe, nhìn cây nó cực kỳ là khỏe luôn. Mọi người có thể sưu tầm dễ dàng chăm sóc, không cần phải thay chậu nha cả nhà, không cần phải thay giá thể luôn, chỉ vậy mà tưới dưỡng rễ ha. Chăm từ từ cây nó sẽ phát triển rất là ok luôn cả nhà ơi. Rồi, thọ hương cẩm thạch đột biến. Tiếp theo nữa đó là cúc tây thi cả nhà ơi. Và mọi người ơi, cái dòng mai tây thi này phải nói là quyến rũ vô cùng luôn. Phơm hoa đẹp nha, cánh nó xếp rất là khéo luôn, bông chùm ha. Cây này thì em Quỳnh đang để cành nhánh, nó thân nó cao lên cho mình khoảng tầm 45-50cm để lấy bo. Và đế của nó là đế lò xo ha, 100.000 một cây nè. 3 cây là Quỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Và đặc biệt nữa đó là cái lá nó đỏ luôn, mình có thể vừa chơi lá vừa chơi hoa luôn ha. Thì đây chính là cúc tây thi. Cuối cùng đó là dòng mai cúc tư long nè. Thì cái phơm hoa nó rất là to nha mọi người, nhưng mà khi mà chúng ta ghép á, nó đủ sức á ha cả nhà ơi, là cái bông nó nở rất là to, là phồng ra ha. Và em cực kỳ thích dòng mai này luôn. Rồi dễ chăm sóc nữa. 70.000 một cây, 4 cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Cây thì được quấn đế như là củ nở, đế quái, lò xo mọi người. Rồi tất cả những dòng mai bên Quỳnh thì nó rất là chuẩn bông nè. Và đặc biệt á, là cây xanh tốt. Mọi người có thể là dễ dàng chăm sóc và lựa chọn. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.